Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình và những khán giả cũng như nhiều anh em YouTuber đã đồng hành ủng hộ cho Hồng Ni, người con gái đi tìm công lý cho biết bao nhiêu người và giúp đỡ biết bao nhiêu người trong hoạn nạn. Cho nên khi cô ấy bị hoạn nạn thì đã có biết bao nhiêu người, hàng triệu trái tim đứng bên cạnh cô ấy để ủng hộ tinh thần. Đó là những cái động lực để cho cô ấy tiếp bước trên con đường tương lai, lấy lại những công lý và luật pháp cho những người yếu thế. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ cho Hồng Loan, con gái ruột của cô nghệ sĩ ưu tú Phù Linh. Kính thưa quý vị, theo thông tin được biết thì thám tử Cow là cái chữ Cow là con bò đó nghe quý vị nha, C-O-W chứ không phải chữ Cow đâu nghe. Cow là khác, còn Cow là khác nghe. Hình như hát cũng nhận được 5-6 lá đơn rồi đó. Tôi nghĩ rằng trong tương lai còn nữa, chứ không phải là ít như vậy đâu. Với cái thái độ trịch thượng và ngồi sợm trên luật pháp, cuộc sống con người thì chúng ta làm YouTuber chỉ để đưa những cái thông tin chính xác mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải chúng ta lên đây để kiếm chuyện và đi soi mối người khác trong khi một đống rác ở trong nhà, phải không các bạn ha? Những cái tin tức mà có phần tích cực thì chúng ta dành nhiều thời gian hơn, còn mà tiêu cực thì chúng ta chỉ để phản biện lợi những người mà đem những cái truyền thông bẩn, những cái sự kiện mà không có để nhằm gieo rắc xáo trộn trên mạng xã hội này, làm cho tâm lý của nhiều khán giả bị hoang mang. Ngài Ni được tráng án ở tòa, được tha bổng. Ni đã hành xử như là một người quân tử, dẫu cô ấy là một người phụ nữ, nhưng khí khái của một người quân tử đã bảo luật sư của mình biện hộ dùm cho Nga, người đã bị mua chuộc để làm nhân chứng hãm hại mình ở Mã Lai. Có ai làm được chuyện này hay không? Một người mà đứng ra với lại nhân dân tự vệ giống như quân dân ở bên Mã Lai, chứ không phải là cảnh sát điều tra hay hình sự chứ nha, để làm chứng là Ni bị phạm tội này phạm tội kia. Nhưng mà rốt cuộc Ni đã trấn án. Theo như quý vị, mà quý vị rơi vào trong cái hoàn cảnh này thì quý vị sẽ cư xử như thế nào? Đa số mọi người thì sẽ quất luôn, giống như cái kiểu mà ăn miếng trả miếng á. Theo như mà cái tên mà thám tử lùng này nói, mày hại tao hả, tao quất mày lại mày luôn. Nhưng mà Ni thì không có xử sự như vậy. Ni nhờ luật sư của Ni biện hộ dùm cho cô này. Cô này chỉ vì lợi dụng và lòng tham thôi, cho nên đã làm nhiều cái điều mà không phải với cái tính pháp lý và cái luật nhân quả đời, cho nên cô ấy đã gặp áo quả và bị bắt. Các bạn thấy không? Một người đối xử với mình quân tử như vậy mà rắp tâm hãm hại người ta, cũng như lúc mà trong cái tim vì yêu thương mà đến, Ni đối xử với cô Phương Lê như thế nào? Mặc dầu sau này không còn đi chung đường, nhưng người ta không có đem lên những cái chuyện ấy lên trên mạng xã hội, hoặc là đem những cái ghi âm đó để cho khán giả biết cái bộ mặt của cô Phương Lê. Hay không phải là người ta đâm sau lưng chiến sĩ, thuê người này mướn người kia để hãm hại người khác? Không có giống như là Phương Lê đã bỏ một số tiền rất lớn chi cho một cái thằng Mã Lai, cái gốc là Trung Quốc, để hãm hại Ni. Thằng đó là chồng của Ngọc Hương, là Ngọc Hương là tội phạm xuyên quốc gia đang bị Việt Nam mình truy nã, cấu kết với lại Hồ Tuyền xâm trổ, với lại thám tử Cao và thám tử Lùng đó, với lại Tam Sơn Ngũ Động. Qua cái việc này thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái việc mà nhân quả báo ứng nó lên liền à. Như là Nga làm nhân chứng để hãm hại Ni thì bị bắt tại tòa liền. Nhân chứng giả, bằng chứng giả. Nếu không nhờ Ni bảo luật sư của mình biện hộ cho dùm thì chắc tội còn nặng hơn nữa, phải không các bạn?
Các bạn biết luật sư, những người mà có gia thế, ngay cả bên thì sẽ luôn luôn đồng có luật sư chứ nha. Các bạn cũng biết Ni gia thế cũng thuộc hạng thứ thiệt ở bên Mã Lai. Tài sản của Ni cũng không thua kém gì ai, nếu mà không muốn nói là hơn le le gấp 2 gấp 3 lần. Thì nếu mà nó để dùng tiền mà mua chuộc, mà để hại người khác, Ni có thể làm gấp mấy lần như vậy luôn. Nhưng Ni không làm. Những con người lúc nào cũng tư tưởng rằng dùng tiền để có thể mua chuộc được tất cả lòng người và mua chuộc người khác để hãm hại người kia. Đó là tư tưởng thấp hèn. Những con người mà đá cá lăng dưa mà thôi, chứ không phải là một con người quân tử. Các bạn thấy khi mà Ni mới vừa bị có chuyện ở Mã Lai thì cái tên thám tử lùng này nó có thông tin liền. Thì ai đưa cho hắn? Ai đưa cho hắn được những thông tin đó? Hắn nhắn tin cho Ni. Đã đường ai nấy đi rồi mà. Mấy tháng trời rồi, vẫn còn giữ số phone của Ni. Nhắn tin cho Ni, coi Ni trả lời như thế nào. Lúc đó thì điện thoại của Ni không sử dụng được rồi. Thì nó thấy Ni không trả lời trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc đó hình ảnh bên kia được phát tán đưa qua bên đây. Hắn mừng quýnh lên. Hắn phát tán, hắn nói là Ni bị bắt rồi. Và hắn quả quyết là tại vì hắn nhắn tin mà Ni không trả lời. Tại vì có thể nếu mà dù mà Ni nhận tin nhắn thì Ni sẽ trả lời một câu hỏi. Có thể nói là nhắn lộn tin nhắn rồi, lùng ơi. Hoặc là muốn cái gì đây, đại khái là những trả lời như vậy. Thì... nhưng mà không thấy tin nhắn thì hắn quả quyết rằng là Ni đã có chuyện ở bên Mã Lai, cho nên hắn tung cái tin lên liền và đưa cái hình ảnh ở sân bay lên. Nhưng không có bị còng tay đâu nhé, không có còng tay giống như là cái tên thám tử lùng tung tin lên. Tôi không biết được các bạn ở bên kia tại sao các bạn có thể nghe nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, một cái tên lùng mà nó dẫn các bạn đi giống như là một đàn bò, các bạn xỏ mũi như là một con trâu vậy, ngoan ngoãn. Mà các bạn đã thấy có cái dự kiện nào nó đưa lên là chính xác không? Toàn là tào lao hết. Đầu óc nó phong phú, nó tưởng tượng. Nó giống như là viết kịch bản một cái cuốn phim vậy. Nhưng sẽ có một cái cuốn phim trong cuộc đời của nó. Các bạn thử nghĩ coi em. Người ta có thu thập chứng cứ không? Những cái việc làm của hắn gần đây. Những cái clip hắn làm rồi hắn xóa những tin nhắn. Hắn nhắn cho người này người nọ rồi hắn xóa. Của an ninh mạng người ta không lấy ra được à? Ni có luật sư thường trực của mình, rồi kèm theo mướn thêm hai luật sư khác nữa để bào chữa. Ở Mỹ này cũng vậy các bạn, nó có một cái tổ hợp luật sư á, mà chúng ta đóng tiền hàng tháng á, thì khi mà chúng ta có trục trặc cái gì thì họ sẽ là người đại diện cho chúng ta để lên tòa và đi cùng chúng ta ra tòa để giải quyết những vấn đề mà nan giải của chúng ta. Mà ở bên đây một tháng hình như có mấy chục à mình đóng xuyên suốt gì á. Thì tại vì bạn mình có làm nghề trong đây có nói cho mình biết, nó đời là siêu lawyer gì đó, cái chữ siêu cái giống như cái xăng siêu vậy các bạn, cái xăng sale chứ, mà nó thêm chữ EI chứ chữ L, tổ hợp luật sư của người ta. Thì các bạn đừng có tưởng rằng ủa là luật sư gì đóng có mấy chục đồng tháng gì, không phải. Các bạn cứ tính đi, một người đóng mấy chục, 100 người bao nhiêu, 1.000 người bao nhiêu, 100.000 người bao nhiêu, một tháng họ lấy bao nhiêu tiền, kinh khủng lắm chứ bộ. Nhưng mà đâu phải là lúc nào mình cũng cần luật sư đâu, nhiều khi mình đóng 10 năm trời thì mình cũng chả bao giờ cần luật sư chứ, đúng không? Họ chỉ làm việc trong lúc khi nào họ cần mà thôi, dính dáng đến luật pháp mà thôi. Thì Ni cũng vậy. Dĩ nhiên Ni gia thế khủng ở bên Mã Lai, làm ăn bên Úc thì tổ hợp luật sư của Ni nó còn mạnh hơn nhiều. Chứ không phải là đơn giản là chỉ là dân sự chứ hình sự đâu. Đó mình chỉ nói vậy cho các bạn ở Việt Nam biết rằng người ta lúc nào cũng có luật sư để theo dõi những cái trình tự về pháp lý làm ăn. Và nếu mà có những cái gì mà nó xảy ra trục trặc như vấn đề bây giờ rồi Ni ở bên Mã Lai á, thì người ta sẽ đứng ra để biện hộ giùm. Các bạn thử nghĩ cái tên đó, tên thám tử lùng, nó có những cái thông tin, những hình ảnh đó thì từ ai?
luật sư ở bên của Ni cũng sẽ làm việc chứ. Đâu phải là người ta lấy tiền rồi người ta chỉ làm việc lơ mơ thôi. Người ta sẽ theo dõi trình tự. Và cái cô Nga mà cái người mà làm chứng để ám hại Ni đó khóc lóc trước quan tòa xin lỗi Ni và cảm ơn Ni đã nhờ luật sư của Ni để biện hộ giùm cho cô ta để giảm án nhẹ hơn. Bây giờ cô ta bị án treo đó các bạn. Thì các bạn nghĩ coi cái cô Nga này có khai ra là người nào dùng tiền để mua chuộc cô ấy không? Các bạn tự nghĩ có không? Khi mà cô Nga này đã khai người nào đã âm mưu cùng với người nào đã bỏ một số tiền cho cô ấy. Rồi còn dây mơ rễ má nữa là ai nữa. Các bạn nghĩ này khi mà Ni giúp cho cô ấy thì cô ấy có khai ra hết cho Ni biết không? Phải nói thật sự là Ni rất bản lĩnh. Vừa giúp cái người này khoan lương lại. Nhưng mà cũng giúp cho chính bản thân của mình. Vì khi mà chúng ta giúp một kẻ mà đã rất tâm hại mình, bây giờ người ta hoàn lương rồi thì người ta dĩ nhiên sẽ muốn lấy công chuộc tội và người ta sẽ khai hết những ai đứng đằng sau là người chủ mưu. Thì quý vị nghĩ rằng cái tên thám tử lùng này nó có thoát nạn được không? Mặc dầu những cái clip gần đây hắn xóa một một vài clip hoặc là những cái tin nhắn hắn xóa đi, nhưng mà an ninh mạng người ta vẫn lục lại được cái tên. Một người ở Việt Nam mà đi cấu kết với Tuyền Nổ, Xăm Trổ và Ngọc Hường, một người chiếm đoạt tài sản hơn 200 tỷ, cả 200 tỷ. Thì quý vị nghĩ rằng có phải là hình sự xuyên quốc gia hay không? Tôi không hiểu các bạn ở bên kia nghĩ thế nào mà các bạn nói là cái két sắt. Bây giờ đã rõ chứng cứ và lần này ra tòa lần này cũng là để minh chứng cho Ni một lần nữa với tất cả với mọi người. Hãy dẹp bỏ cái tư tưởng hủ lậu đó đi. Hãy dẹp bỏ những cái suy nghĩ trơ trẽn mà đã bị người ta dẫn dắt. Và những người đang dẫn dắt đàn bò còn cái gì để nói nữa không? Ni đi đòi tiền người ta, nói một cách khác hơn là xiết nợ lắm. Có giấy ủy quyền của những người đã bị hại. Tôi không hiểu cách xa tại sao các bạn lại đi binh vực cho một người bị truy nã, công an Việt Nam truy nã là Ngọc Hường hơn 2 năm nay, chiếm đoạt tài sản cả 200 tỷ. Mà trong khi cái sắt đó chỉ có 1 tỷ mấy thôi. Các bạn tính ra bao nhiêu phần trăm? Còn bao nhiêu người bị nó hại nữa? Nó chiếm đoạt bao nhiêu tài sản của người ta nữa? Nếu các bạn nằm trong cái trường hợp của những người bị hại, bị con Ngọc Hường này chiếm đoạt tài sản dài 3 tỷ đi, thì các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Có nhiều người dành dụm cả cuộc đời của người ta được 2 tỷ đồng. Người ta nhẹ dạ, hùng làm ăn, người ta tưởng rằng trong một năm thôi, họ sẽ nhân đôi lên cái số tiền đó hoặc nhân hai nhân ba lên để có thể mua nhà, có cuộc sống an nhàn. Nhưng mà tất cả đều bay xanh hết, không còn một cắt bạc hết. Gia đình người ta ly tán, vợ chồng ly dị, con cái bắt đầu tha hương cầu thực. Cũng như nhà Ngọc Hường này mà các bạn tại sao ủng hộ cho người ta, tôi không hiểu được cái tư tưởng của các bạn. Các bạn cũng là ăn cướp hay sao vậy? Các bạn thích ngồi đó không làm có ăn, các bạn thích hưởng lộc từ những người ăn cướp hay sao vậy? Tôi thấy các bạn càng ngày càng giống hơn cái cô Sáu Bào này, không làm có ăn. Không phải là tôi muốn lớn tiếng cái gì, nhưng mà tôi thấy bức xúc nhiều người có những câu bình luận mà giống như bênh vực cho kẻ cướp vậy. Các bạn nói là Ni là kẻ cướp két sắt là Sáu Bào, Kim Nga Hô và Hồng Phượng vào phòng của cố nghệ sĩ lấy hết tất cả những cái gì có giá trị, để lại 113 tờ giấy 100. Nhưng mà tôi nghĩ rằng số tiền nó gấp đôi hơn nữa. Mà Hồng Loan chỉ lấy một số tiền phân nửa ấy đi sửa chiếc xe lại, còn 4.000 đô để lại Hồng Phượng cũng lấy luôn nữa. Đó là những kẻ cướp đó. Còn Ni được giấy ủy quyền và đi với cảnh sát vào nhà Ngọc Hường này để lấy lại số tiền mà Ngọc Hường đã ăn cướp người ta. Quang minh chính đại. Thì tại sao mà bỏ trốn khi mà Ni cùng với cảnh sát tới bỏ trốn liền? Thấy không?
tư tưởng của các bạn có vấn đề, các bạn bị ung thư não, các bạn không nhìn được cái câu chuyện nó rất là rõ ràng như vậy, mà các bạn còn vu oan cho một người con gái giống như là Ni. Tôi hỏi các bạn, tiền Ni không thiếu, lấy 1 tỷ mấy đó Ni trả lại, đưa lại cho những người mà bị cô Ngọc Hường này chiếm đoạt tài sản, Ni không lấy một cắt bạc nữa hết, thì ăn cướp cái gì, ăn cướp cái quái gì, trả lại tôi đi. Ăn cướp mà không có phần nào của mình hết, ăn cướp mà đi cho bạn một cái áo đầm giống như là đi dạ tiệc vậy, cùng với cảnh sát và đội bảo vệ đi theo, rồi quay clip để làm bằng chứng lại, để cho sau này không có bị vu oan. Ăn cướp là gì đó hả? Cái tư tưởng của các bạn sao vậy? Tôi rất tiếc là rất có nhiều người đã bị tam sơn ngũ độc nè ha, mi sanh thiện nè ha, chứ là thám tử lòng dẫn dắt từ bao lâu nay. Các bạn bỏ biết bao nhiêu thời gian để theo xem những người đó, mất biết bao nhiêu là những điều thú vị trong cuộc sống. Các bạn gom lại đi, các bạn nghe những người đó một ngày, một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, các bạn để dành thời gian đó, các bạn đi làm công việc, gom lại cả năm nay các bạn kiếm biết bao nhiêu tiền. Đừng hoang phí thời gian nữa. Các bạn phải tìm hiểu và nghe những thông tin cho nó xác thực, rồi các bạn sâu chuỗi lại một cái câu chuyện để đem lại một cái giá trị sống cho mình. Chứ sau này khi mà các bạn vỡ lẽ ra rồi, các bạn hồi đó giờ mình tin làm cái thám tử lùng này. Các bạn thử nghĩ ra đưa một cái dữ liệu thông tin nào mà nó chính xác từ thám tử lùng không? Không có. Toàn là bậy bạ không à. Hồi đó giờ nó nói có cái gì mà đúng đâu. Nó nói Ni bị tù sẽ là 5 năm, 15 năm. À, có không? Không. Nói Ni là ăn cắp cái xác, có không? Ni được giấy ủy quyền đi với cảnh sát vô trong đó, số tiền lấy được từ cái người mà chiếm đoạt tài sản người ta trả lại cho những người bị hại, Ni không lấy một đồng nào hết. Tôi hỏi với các bạn như thế này, các bạn đã có cả 1.000 tỷ rồi, các bạn đi lấy 1 tỷ không? Các bạn đi cướp không? Mà trong đó các bạn đi với lại cảnh sát nữa, các bạn quay phim đi, có ăn cướp nào mà đi quay video không? Rồi để lại lập bằng chứng cho quan tòa không? Chỉ có mấy cái tư tưởng khùng khạo. Tôi thì những cái tư tưởng của các bạn tôi không có còn cạn lời luôn á. Đến bây giờ cũng không trưởng thành để suy nghĩ, mà để thám tử lùng nó dẫn dắt các bạn như một đàn bò, nó cười vào đầu các bạn luôn á. Cho các bạn biết, trước sau gì thám tử lùng cũng sẽ bị T30. Trước sau gì, 5-6 lá đơn rồi, nội Hồng Loan nè, rồi những người mà nó vu khống nè, ngay cả bạn thân của nó giúp đỡ nó, nó còn nói xấu người ta nữa mà, nó còn đâm sau lưng chiến sĩ nữa mà. Cỡ như thầy ông nội đang ăn cơm chung, nó quay ra nó đâm sau lưng nữa mà. Rất nhiều việc nó đến, nó hút một mớ, rồi nó quay xe nó hút thêm mớ nữa. Đây là nghề của nó mà, chăn dắt bò rồi bán hàng online, chứ hắn không có nghề ngỗng vậy chứ. Nghề của hắn là hoang hoang cái miệng, tung tin giả. Vậy mà có một số người vẫn tin, kêu bằng là tin xối tráng luôn. Đôi lúc tôi chỉ phục cái sự mà quan tưởng dẫn dắt bò của thám tử cao chính, mà tôi còn phục các bạn, những cái người ngồi nghe lắng nghe, tôi phục các bạn còn 10 luôn nữa. Chứ tôi thì không có rồi. Đối với lại những người mà hiểu biết một chút xíu, cỡ như những đứa trẻ mà học cấp 1 thôi, nghe thám tử cao nói là nó biết là toàn là sự giả dối, hai mặt, xạo sự, toàn là tung tin giả, vu khống người ta, chà đạp người này, nhục mạ người kia. Không có một cái thông tin gì gọi là sự thật hết. Luôn cả, nó dám đưa cái tin mà cha Hồng Loan còn sống tên là Ngô Văn Dũng em,
ở Bến Tre bây giờ qua Đồng Nai sống mà các bạn còn tin được thì tôi thấy tôi bó tay các bạn luôn. Thực sự là bó tay với các bạn luôn. Chứ sao gì thám tử Lùng cũng sẽ bị tội hình sự vì cấu kết một hợp tác xã với tụi xã hội đen xuyên quốc gia để hại người khác và đưa những cái tin tức gọi là miệt thị và vu khống người ta, xâm phạm vào quyền lợi ích cá nhân, tổ chức và hãm hại kinh doanh của người ta nữa. Các bạn chờ xem nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những thông tin mà mình cập nhật được. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like và chia sẻ cho kênh Tôi Người Sài Gòn và Cali Sài Gòn của mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau.